Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Điều động Đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời ghi nhận thành tích các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng Đại tá Trần Văn Phúc sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xây dựng lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh toàn diện. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới. Ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trong thời gian công tác tại Quảng Ninh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của Tổ quốc. Trong những năm qua, với sự đồng lòng quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu, nòng cốt, nên an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm, góp phần cho kinh tế xã hội phát triển nhanh bền vững. Trong kết quả đó, có sự đóng góp công sức trí tuệ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Chúc mừng Đại tá Trần Văn Phúc về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng Đại tá Trần Văn Phúc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang các thế hệ công an Quảng Ninh, chủ động sáng tạo cùng với tập thể lãnh đạo công an tỉnh, chỉ đạo xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, thể hiện quyết tâm tạo đoàn kết thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu xây dựng địa bàn Quảng Ninh trật tự kỳ cương, an ninh an toàn lành mạnh, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.